Bạn đang ấp ủ ý định muốn kinh doanh quán ăn nhỏ, tuy nhiên lại không biết làm thế nào để quán ăn của mình thành công. Bạn muốn hỏi những chủ quán đã kinh doanh thành công, kinh nghiệm chinh chiến của họ, tuy nhiên lại không dám hỏi. Vậy thì video này là dành cho bạn. Blog khởi nghiệp đã từng có video hướng dẫn cách mở quán ăn nhỏ cho người bắt đầu, cách lên chi phí mở quán ăn nhỏ, bí quyết giúp quán ăn nhỏ đông khách hơn. Cho nên trong video này thì Blog khởi nghiệp đã đúc kết những kinh nghiệm sống còn của các chủ quán ăn nhỏ thành công để giúp các bạn có thêm nhiều kinh nghiệm kinh doanh lĩnh vực này nhé. Một, lựa chọn ngành hàng kinh doanh phù hợp. Có rất nhiều mặt hàng để bạn lựa chọn kinh doanh quán ăn nhỏ như là quán phở, quán bún, quán cơm văn phòng, quán ăn vặt, vân vân. Và việc lựa chọn được đúng ngành hàng kinh doanh là vô cùng quan trọng, quyết định đến 50% sự thành công của bạn. Các chủ quán thành công chia sẻ rằng họ sẽ lựa chọn kinh doanh những mặt hàng là thế mạnh của họ, vốn bỏ ra ít, tuy nhiên đem về lợi nhuận khủng. Bạn có thể tham khảo như sau: mở quán bún đậu mắm tôm, mở quán phở bò, mở quán bún vịt, vân vân. Kinh doanh quán ăn là liên quan đến ăn uống, mà đã là ăn uống thì phải làm ngon. Nếu bạn chưa thể làm thật ngon một món ăn nào đó hay là chưa đủ vốn để thuê được một đầu bếp giỏi, thì tốt nhất đừng nghĩ đến việc kinh doanh quán ăn vội. Thứ hai, thay vì chọn khách hàng cao cấp thì hướng đến khách hàng bình dân. Nếu bạn có vốn lớn, có kinh nghiệm rồi thì Blog khởi nghiệp không có nói. Tuy nhiên, nếu bạn mới chập chững kinh doanh mà lựa chọn đối tượng khách hàng cao cấp thì 90% trong số đó sẽ là thất bại. Vì sao ư? Khách hàng cao cấp đúng là họ có thu nhập cao, họ sẵn sàng chi một khoản tiền lớn để ăn uống. Tuy nhiên, đi đôi với điều đó, sự đòi hỏi về chất lượng của món ăn, về không gian quán, cách phục vụ thì cũng phải tương xứng. Nếu bạn không đáp ứng được thì chắc chắn khách hàng này sẽ không tìm đến với quán của bạn. Và thay vào đó, nhiều chủ quán ăn nhỏ thành công lựa chọn đối tượng khách hàng bình dân có thu nhập trung bình. Những thực khách này sẽ dễ tính hơn, chỉ cần quán ăn sạch, đồ ăn ngon thì sẽ quay lại nhiều lần. Hẳn là bạn cũng đã thấy rất nhiều những quán ăn bình dân, nhưng mà khách thì đông nườm nượp rồi đúng không nào? Khi lựa chọn khách hàng bình dân, bạn cũng không mất nhiều tiền cho chi phí thuê cửa hàng, chi phí sửa sang cửa hàng. Lựa chọn một mặt bằng trên phố nhỏ gần với các khu dân văn phòng hay là phía sau của cổng trường đại học thì cũng được. 3. Kết hợp bán hàng offline và online. Blog khởi nghiệp có thể khẳng định, ngày nay 99% chủ quán ăn nhỏ thành công đều kết hợp bán đồ ăn tại cửa hàng và bán mang đến tận nơi. Công nghệ thì ngày càng tiên tiến, dịch vụ giao hàng thì ngày càng nhiều, mà khách hàng thì ngày càng muốn được phục vụ tận nơi. Vậy nên không có lý do gì để chúng ta bỏ qua phần bánh béo bở này. Bạn hãy tận dụng đăng bán trên tất cả các app bán đồ ăn như là Shopee Food, Now Food, Grab Food, Foodie, vân vân. Và nguồn khách đặt hàng qua đây rất là lớn và cũng có thói quen ăn một lần thấy ngon là lần sau cứ gọi mình quán đấy thôi. 4. Dù mở quán ăn nhỏ, tuy nhiên vẫn phải truyền thông lớn. Bên cạnh việc bán hàng trên app công nghệ thì bạn cũng đừng phớt lờ việc truyền thông quảng bá cho quán ăn nhỏ của mình. Các chủ quán ăn thành công rất nhạy bén với điều này. Khi thì livestream trên fanpage, khi lại làm video đăng ở YouTube. Lúc TikTok thì đang hot thì cập nhật ngay video lên TikTok. Và đây đều là những kênh quảng bá cho quán ăn cực kỳ hiệu quả. Và nếu không có thời gian để thiết kế cầu kỳ, hãy cứ quay một video một cách chân thật nhất các bạn nhé. 5. Chăm sóc khách hàng tới nơi tới chốn. Khách hàng ngày nay thì càng ngày càng khó tính, quán ăn thì càng nhiều, khách hàng lại càng có cơ hội để đổi quán. Vậy nên bạn không chăm sóc khách hàng chu đáo thì cũng đừng mong họ sẽ đến ăn lâu dài. Khi có quán ăn mới mở, họ có thể sẽ nick quán của bạn ngay. Vậy thì các chủ quán ăn thành công, họ chăm sóc thực khách như thế nào? Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi. Hãy đào tạo nhân viên khi khách hàng tới thì niềm nở chào hỏi, mời anh chị dùng món. Khi khách hàng gọi món thì nhanh chóng có mặt và phục vụ đồ ăn. Khi khách hàng ra về thì cảm ơn và hẹn gặp lại lần sau. Xin thông tin để tạo mối quan hệ. Khi khách hàng tới quán ăn nhỏ của bạn, bạn hoàn toàn có thể xin thông tin của khách hàng để tích điểm cho các lần sau. Khách hàng đi ăn mà được cộng điểm, lần sau sẽ được giảm giá hay là tặng thêm đồ ăn thì sẽ cảm thấy rất là thích. Chưa hết, khi quán có chương trình ưu đãi giảm giá thì thông báo cho họ. Đây là những lợi thế tuyệt vời khi bạn có được thông tin của khách hàng, cho nên hãy khéo léo để xin được contact của họ các bạn nhé. Và trên đây là những kinh nghiệm mở quán ăn nhỏ của người thành công. Hy vọng bạn đã có thêm nhiều kinh nghiệm để mở quán ăn nhỏ thành công dành cho riêng mình. Chúc các bạn sẽ kinh doanh thành công nhé. Đến đây, video chúng mình cũng xin phép được khép lại.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Đừng quên nhấn like, share và đăng ký ủng hộ kênh để nhận thêm nhiều video mới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của Blog Khởi Nghiệp. Hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để nhận được những thông tin hữu ích nhé.